Thúy gia con dâu, Thúy Kiều gia con trai, bé Thơ gia bé sâu. Cảnh tại nhà bé sâu, cha cùng cha mẹ bé đã ly dị, bé sống chung với mẹ, đang ngồi buồn thì cha đến thăm. Bé sâu à, bé sâu. Ba đến thăm con rồi, con buồn quá. Ồ, mẹ con đâu mà con ở nhà có một mình nhỉ? Mẹ con đi công chuyện, ba bá lại chơi với con đi. Không được, ba công chuyện nhiều lắm. Đến thăm con và cháu quà cho con rồi cha sẽ đi. Rồi ba đi nha con. Tiền luôn bé xong đó cô. Mà bé xong là con ai? Thì bé xong là con của anh Hiền. Sao cô hỏi chàng trai
Hay điều 71 là về tại khoản 1 điều 71 là gì? Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng con cái chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc là không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Tại khoản 1 điều 81 đây, tại khoản 1, sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn phải có quyền nghĩa vụ trong nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của luật này, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. Dạ. Còn cái tại khoản mà điều 82, điều 82 nói rõ nè, nghĩa vụ và quyền của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Tại khoản 1 của điều này nói là cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi. Còn tại khoản 2 của điều này, cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng con. Còn tại khoản 3 là sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con thì phải có quyền thăm con mà không ai được cản trở. Đó. Dạ. Ôi, chị Dung, chị sổ một hơi là ngon lành quá ta. Ngon quá. Rồi sao con thấy cái chuyện của thì nó đi tới đi lui để cấp tiền nuôi dưỡng con nó rồi chờ trong nên chăm con sóc con vậy nó đúng hay sai? Dạ con tôi cũng có nói đó chị Dung, nói đó chứ, nhưng mà tôi thì nói không có ngon, không có hay như chị vậy. Thì tại má chứ ai, tại má con nói rõ ràng như cô Dung vậy á thì con hiểu, thì con đâu có có nghe bóng nghe gió chứ gì. Dạ cô này, cô sao? Dạ thì con đã hiểu được trách nhiệm của người làm cha làm mẹ và con. Còn nữa sao con? Dạ thì con sẽ luôn ủng hộ việc của anh Hiền làm chứ sao má. Mẹ đẹp ơi chữ hồng là nãy giờ tí rồi má mới nghe được một câu này nó thấu ruột thấu gan tao á. Dạ anh Hiền à, má cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Chị Dung, tôi cũng cảm ơn chị nhiều lắm đó, chị đã gỡ rối cho gia đình tôi rồi đó. Đúng là đây là cái địa chỉ tin cậy của chị em phụ nữ mình nè. Diệp, tôi cũng cảm ơn Diệp, nhưng mà cái chuyện gia đình mình á thì cũng không gọi là nghiêm trọng lắm. Nhưng mà chúng ta chỉ cần biết á là mình chia sẻ và phân tích ra thì mọi việc sẽ được êm ấm gia đình. Thì ngoài ra nếu như mà mình gia đình mình đã êm ấm hòa thuận hạnh phúc rồi, chưa đủ, mình có còn phải nghiên cứu học tập và pháp luật, kiến thức pháp luật để mình biết và sống đúng, sống không vi phạm pháp luật, phải không Diệp? Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi cô. Để tôi nói cho Thúy và Diệp nghe về hiện nay Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì mình cũng có tập trung tăng cường đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục và vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho trẻ em đối tượng là nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thì hiện nay huyện đã tuyên truyền được 204 cuộc và với 3.041 lượt người dự và nhận đỡ đầu cho 18 trẻ và trao 37 phần quà với 47 triệu đồng. Thì để góp phần nào động lực cho tinh thần của con em của mình nó có động lực tinh thần về chăm sóc cho học hành trong tương lai. Thì chúng ta mọi người hãy vì hạnh phúc của mọi nhà, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Xin kính chúc ban giám khảo, toàn thể thí sinh dự thi hôm nay